Sawadika, lại là mình Penny đây. Nha, mình là mẹ cái chữ nè. Thì ngày hôm nay, tụi mình sẽ tiết lộ những bí mật giấu kín của các cặp đôi trong bông tim nha. Thì tôi nghĩ từ trước giờ các bạn rất thắc mắc là các cặp đôi bông tim rất là nhiều câu hỏi đúng không? Thì ngày hôm nay tôi và bà Mèo sẽ sẽ lén nha Mèo, lén đừng nói ai biết nha Mèo. Đúng, tụi tôi là sẽ lén là tiết lộ bí mật của các cặp đôi cho các bạn nghe. Thì theo thứ tự này như sau ha, tôi sẽ tiết lộ bên nam, Mèo sẽ tiết lộ bên nữ cho mọi người. Nhưng mà trước khi chúng ta bắt đầu video, thì các bạn nếu thích những cái content như thế này đừng quên để lại cho tôi một like và một đăng ký hộ tụi tôi nha, cũng như hãy comment cho tôi những cái thắc mắc các bạn muốn mình làm ha. Và các bạn ơi, trong vòng tháng này thì MBD muốn lên 1 triệu sub, cho nên là các bạn hãy đăng ký thật nhiều fan giúp MBD lên 1 triệu sub nha. Và đừng quên tham gia ngay fandom BD tụi cái đời và phờ la gì đó. Và phờ la đáng yêu cũng như cái chuột. Còn bây giờ thì bắt đầu nè. Thì tôi nghĩ ở đây chắc chắn sẽ có những bạn biết bao tim và có những bạn sẽ chưa biết bao tim, cho nên tôi sẽ làm rõ như sau. Thì bao tim của chúng ta hiện tại đang có 3 cặp đôi nha mọi người, đang hoạt động trên mạng YouTube và TikTok. Đó chính là cặp đôi Dương Sao, đó chính là anh Thanh Hòa Sao và Dương Baby nha mọi người. Tiếp theo là cặp đôi Uni, bao gồm là Junbi và Uni Play nha mọi người. Và cuối cùng đó chính là cặp đôi Medi yêu quý của chúng ta đây, Medi Together và Mio Co Chuột. Đấy, cho các bạn nắm mắt rõ ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến câu hỏi đầu tiên. Một, video đầu tiên ra mắt của các cặp đôi là video nào? Rồi, thì bây giờ tôi sẽ cùng các bạn đi tìm thử xem video đầu tiên mà các cặp đôi ra mắt công chúng đó chính là khi nào nha mọi người. Đầu tiên đó chính là cặp đôi Dương Sao ha. Rồi rồi, đây nha mọi người, đây, theo như mình tìm hiểu là cách đây 6 tháng trước. À, đây đây đây, Quang xin yêu của anh đâu rồi? Đây, để xem thử ngày bao nhiêu mọi người. Trời ơi, cái gì vậy? Mới vừa thấy cái mặt này đó. Lúc này Dương còn chưa có tên tiếng nha mọi người. Quên chưa like các bạn à, like cho một cái ha. Rồi rồi, để xem thử ngày mấy nha mọi người. Ồ, ngày 18 tháng 2 năm 2024 nè Mèo ơi. Ủa, cái này hình như là lúc Tết hay gì nè. Đúng rồi, ngay lúc Tết nha mọi người. Trời ơi, ra mắt ngay lúc Tết rồi, hồi hộp. Nói chung là tính tới giờ hình như cũng được đâu đó là hơn nửa năm rồi các bạn, cũng khá là lâu rồi ha. Đúng đúng đúng, lúc này là chị Dương khoe cá mới câu nè, cá băng, cái sự kiện cá băng nè. Ờ, khá là dễ thương rồi các bạn à. Không, tôi không muốn lấy vợ. Mai xin yêu của em đâu rồi? Đây rồi. Tiếp theo đó cho cặp đôi Uni. Theo như tôi tìm hiểu thì đây chính là video đầu tiên nha mọi người. Thực chất trước đây là Uni đã được lên thumbnail, ảnh thumbnail rồi. Nhưng mà ở trong video không có các bạn ở đây, để tôi cho các bạn xem lại ha. Đây các bạn thấy không, thấy ngay chỗ chuột không, tính năng mới nè. Thấy có bà mặt Uni ở đây nè. Đó, nhưng mà lúc này trong video Uni chưa xuất hiện nha mọi người. Nhưng mà chúng ta không tính ha. Đây, còn video này video Uni lần đầu tiên xuất hiện là mà lên tiếng rồi các bạn ở đây cùng xem ha. Rồi, đã xuất hiện đầu tiên mà cầu hôn luôn. Đúng rồi, trời, lần đầu tiên xuất hiện mà cầu hôn. Tôi có like các bạn đây. Trời, vào ngày bao nhiêu đây? Trời ơi, video 1 triệu view. Trời ơi, ngày 17 tháng 9. Ui, tính tới giờ là tròn 1 năm luôn nè Mèo. Úp, hôm nay cũng là trung thu luôn kìa. Trời ơi, vậy là trung thu năm ngoái đúng không? Không, năm ngoái là ngày 17 không phải trung thu. À, thế nói chung là tròn 1 năm luôn các bạn à. Trời ơi, ngay đúng lúc tôi làm clip này tròn 1 năm luôn, quá tuyệt vời luôn. Đấy, cho bạn không, nói chung là tự nhiên có một cái linh cảm nào đó tôi làm video đúng ngày hôm nay các bạn. Để xem thử tôi và Mèo như thế nào ha. A da. Sao mới vô em kêu yêu em nha với Mèo. Cái gì vậy? Cái này là tôi bị ép quá ha mọi người. Em thì không. Em đi bắt Mèo phải tỏ tình em đi. Chịu không nổi thôi. Để cho là mọi người xem lại clip để mọi người biết tôi không hề ép nha. Anh Baby ơi, em nghĩ chúng mình có điểm chung đấy. Đó là anh yêu bản thân anh, còn em thì cũng yêu anh. Anh, cái video đầu tiên Mèo với anh quay là bên kênh của Mèo. À, bên kênh của Mèo hả? Vâng. Ôi trời ơi, ôi vậy là nhưng mà bên kênh của anh thì video này đầu tiên đúng rồi đúng không? Đúng đúng. Đó, Mèo cơ trưởng tỏ tình đi ha. Rồi để xem thử nha mọi người. Ui, ngày 16 tháng 7 là cũng 1 năm 3 tháng các bạn, là khá là lâu rồi. Giờ anh qua bên kênh Mèo thử coi con ngày mấy. Được được được. Ồ, video này đúng không Mèo? Đúng. Ủa sao anh dislike vậy? À, à tôi phát hiện ra. Tôi bóp lộn. Rồi đi luôn. Chịu rồi. Ờ đây à, lúc này là có nguyên bao tim rồi các bạn à, lúc này khá là vui, để xem ngày mấy ha. Trời ơi, trước anh 2 ngày. Đúng 14 tháng 7. Oh, oh, vậy là bạn Mèo mới trước tôi đó bạn, không ngờ ha. Lúc đó là còn 10, 11 ngày nữa là sinh nhật anh. Đúng rồi, trời ơi, rất là thương hơn chứ bạn. Nói chung các bạn cứ xem lại lúc đó hình như là Mèo hơi bị đổ tôi luôn các bạn, là nịnh tôi dữ lắm. Vậy lúc đó còn không biết là ai nữa. Ê, vậy đó vậy. Bắt đầu anh chọc nữa kìa. Ờ, coi chừng nha. Hai, tên tuổi thật của các cặp đôi. Thì bây giờ mình sẽ theo thứ tự là Dương Sao trước nha mọi người. Đầu tiên thì anh Thanh, anh 27 tuổi, sinh ngày 11 tháng 4 năm 1997, tên thật là Nguyễn Thanh Hòa. Còn chị Dương là sinh ngày 28 tháng 7 2003, tên là Mai Thị Lan Anh. Thấy cái tên dịu hiền chưa? Ồ, vậy là 21 tuổi đúng không? Đúng hơn em 1 tuổi. Chà,
cặp đôi 21 với 27 tuổi các bạn, cách nhau 6 tuổi. Nói chung là cũng hợp lắm các bạn ạ, nửa con giáp ha. Tiếp theo là cặp đôi Juni, Junbi tên thật là Dương Quốc Bảo, sinh ngày 17 tháng 5 năm 2000, tức là 24 tuổi các bạn ạ. Còn Unu là sinh ngày 27 tháng 1 2004, tên thật là Võ Phạm Thúy Bi. Đó. Tên về bốn chữ. Cùng lộn cùng tuổi với nhau. Ừ, nói chung là thì đây là vi dài cho mọi người, tí team mình chỉ đây là vi ngắn đó cơ. Thì nói chung hai người này cách nhau 4 tuổi nha mọi người, thì cũng rất là hợp luôn ha. Và cuối cùng đó chính là cặp đôi của chúng ta, Medi. Thì tự giới thiệu luôn ha. Medi tên thật là Trần Thình Quang Duy các bạn. Ừ, sinh ngày 25 tháng 7 năm 2000 nha mọi người, 24 tuổi nha. Cung sư tử hung dữ. Tình yêu dành cho mèo là bất tử. Trời ơi, nó quá là hợp lý luôn. Còn mèo là sinh ngày 5 tháng 10 2004, tên thật là Kiều My. Nó nhỏ là sắp sinh nhật tôi rồi đó. Alo, vậy tôi cũng nghe thấy vậy. Không phải tên là Trần Thị Kiều My như anh Ben đi nói không nghe. Vậy nếu đúng ra là mèo có 19 tuổi nha các bạn, tại vì chưa tới sinh nhật ha. Vậy thì sinh nhật là 20 tuổi. Nói chung là thua tôi tận 5 tuổi đó, con nít quỷ yêu dây đương. Sao anh nói vậy? Anh yêu mèo. Mèo anh. Ba, nơi sinh sống của các cặp đôi. Trời ơi, tôi nghĩ câu hỏi này nhiều bạn rất là đặt luôn. Là gì các bạn, cho em ký em, cho em chụp hình với gì. Anh ở đâu vậy, cho em ra chơi với anh với. Thì ok, thì ngày hôm nay tôi lén, tôi tiết lộ cho các bạn nha. Thì mèo đầu tiên là em đi. Gì vậy? Thì hiện tại là mình đang sống ở Hồ Chí Minh nha mọi người, nhưng mà quê của mình là ở Kiên Giang. Cặp đôi Medi của chúng ta thì đường qua cái là tôi cũng ở Hồ Chí Minh, tức là hai người ở Hồ Chí Minh luôn các bạn à. Mà tôi tiết lộ luôn thì tôi với mèo đang sống cạnh nhau nha các bạn. Hàng ngày là Medi qua nhà mình ăn cơm ké. Em ơi, anh mua đồ anh cầm lên cho mèo đó, chứ ăn ké hả? Có người từ Vũng Tàu lên Sài Gòn để ở gần mình. Vậy cũng có người từ Kiên Giang lên Hồ Chí Minh để ở gần mình. Là lên đi học nghe lưu ý. Chắc không. Ok các bạn, tiếp theo đó chính là cặp đôi Juni ha. Thì Junbi là ở Nha Trang nha các bạn ơi. Còn nói chung là cũng cách tụi tôi khá là xa, chắc là 8 tiếng đi xe đấy. Thì chỗ đó là hải sản nhiều đó, anh khoe là hải sản nhiều, anh ăn hoài không hết luôn ạ. Còn Uno cũng ở Hồ Chí Minh luôn, nhưng mà ở hình như xa mình thì phải. Ừ, vậy nói chung là tới giờ tôi với Mèo vẫn chưa gặp Uno các bạn ơi. Hy vọng một ngày nào đó là thì ba anh em có cơ hội gặp nhau để nấu xấu Junbi ha. Nấu xấu Junbi. Nấu xấu là gì? Nấu xấu và nói xấu. Ra vậy các bạn. Cặp đôi cuối cùng của chúng ta đó chính là Dương Sao nha mọi người. Thì hai người này ở hai cái nơi mà tôi nghĩ là không liên quan cho mấy. Anh Thanh Hòa Sao ở Tây Ninh các bạn. Các bạn muốn muối Tây Ninh không? Là xưa anh Hòa bán muối, tôi còn nguyên hũ muối của ảnh nè, đó ăn chết luôn. Mọi người có biết cái bệnh viện Tâm Thần không? Ở Biên Hòa. Em ơi. Thì là không liên quan lắm, chị Dương ở Đồng Nai nha. Thì Biên Hòa Đồng Nai nè. Phải. Biên Hòa. Lần đầu tiên mà Dương nói em ở Biên Hòa là Đồng Nai đó, là thấy thấy cấn cấn. Nói chung là Dương nói chung. Vì chị ấy cũng không được bình thường lắm. Bởi vậy em mới hay gọi Dương là Dương Hâm đó các bạn. Thì các bạn hiểu rồi ha. 4. Lần đầu các cặp đôi gặp nhau là khi nào? Ôi trời ơi, tôi nghĩ nói tới đây các bạn rất là hào hứng đúng không? Cơ duyên nào mà họ gặp nhau đúng không? Thì ngày hôm nay là tôi sẽ tiết lộ. Đầu tiên là cặp đôi Medi chúng ta và hai người kia luôn. Hai người kia nói chung là tôi không hớt và tôi cũng đã hỏi rồi mà. Cho nên thông tin, những cái gì mà thông tin nãy giờ tôi nói là chính xác đâu đó là cỡ 80-90% nha. Thôi, đầu tiên là Dương Sao để cho Mèo nói đi. Hình như, Dương Sao là mình chắc 100% luôn là lần đầu gặp nhau là hình như chị Dương vào team của mình á. Đúng là rồi. Tháng 12/2023 là bô team tuyển thành viên, thì lúc đó là chị Dương có xin vô. Nên là lúc đó là mọi người đều gặp chị Dương luôn. Đúng rồi, lúc đó là nói chung là kiểu như là hình như là ngoài nhí ra thì có Dương Dương nữ các bạn à. Đấy mà chú ấy nghe Dương mà 2k3 nữa thì tôi nghĩ là hợp mệnh đó các bạn à. Lúc đó tôi nghĩ là trong đầu anh Hòa cũng đã nảy số rất là lâu rồi đúng không Mèo? Thôi ơi, lúc đó là anh cũng thất vọng chị Dương lắm. Thế vậy? Tại vì anh nói là giọng chị Dương dịu dàng hơn Mèo. Bao nữa rồi? Có đâu. Ê, anh kêu là giọng Dương Dương á là có một cái chất rất là đẹp, kiểu như là loli á, giống như là kiểu như mấy người anime á. Ủa, em cũng loli mà. Em ơi, em là miếu mèo mèo nha em. Cái gì vậy? Nói chung là chúng ta tới cặp đôi tiếp theo là Juni đi ha. Thì theo như thông tin mà tôi biết được các bạn à, thì câu chuyện này là liên quan tới tôi. Và tôi là một trong, có thể các bạn có thể nói tôi nhờ tôi mới có cặp đôi Juni ngày hôm nay. Tôi nói thẳng là vậy luôn, mèo biết tại sao không? Sao? Thì vào ngày 30 tháng 5 năm 2023 là lúc đó nha các bạn, là tôi quen Junbi và tôi cũng quen Uni. Mà Uni với Junbi lúc đó chưa quen nhau, nhưng mà lúc đó tôi tình cờ là tôi qua nhà Uni chơi với các bạn à. Đấy thì lúc đó hai anh em tôi kiểu như
đang ngồi chơi cái tự nhiên anh Jun anh te le tôi, anh qua anh chơi chung. Đấy, thế lúc đó Jun có bạn nơ các bạn à. Thế Uni thấy thích khoái quá. Thế kết bạn gọi là Junbi các bạn, tôi nghĩ là cái chuyện này là hai người đó cũng có nói rồi đúng không? Là kiểu như là Uni thích Junbi trước các bạn à, và ông Junbi cũng nhìn cái đổ liền luôn. Thế ban đầu thì hai người đó âm thầm đó các bạn ơi, âm thầm không nói cho biết cỡ mấy tháng sau mà tụi tôi mới biết các bạn à. Đấy, nói chung là hai người này giấu kỹ lắm các bạn à. Đó, còn cặp đôi cuối cùng thì Me đi đó, anh để cho Meo nói ha. Ôi Me đi hả? Lần đầu gặp nhau là quay cùng anh Hòa. Lúc đó là nghe nói Me đi là có dàn ship rồi, kêu anh Hòa là kêu Meo vô để có thể quay cùng với Meo. Ôi ai nói vậy ta? Gì vậy? Tại vì á mọi người, các bạn có thể coi lại cái livestream của anh Me đi hồi đó là chắc mình với anh Me đi chưa yêu nhau nữa là anh đã kêu mình là vợ rồi, tỏ tình mình hồi đó lâu rồi. Sốc anh có thể thua, nhưng mà tình cảm mà anh dành cho em thì không bao giờ mà em hơn anh được, anh chắc chắn là điều đó luôn. Gì ghê vậy? Có luôn hả trời, cái gì vậy trời, thiệt không vậy? Ừ thì nói thiệt là lần đầu tiên các bạn à, là tôi biết Meo á là lâu lắm rồi, năm 2021 rồi các bạn à, nhưng mà lúc tôi biết Meo tại vì tôi thấy bà này làm ê mà sao nổi dữ vậy, không mà tôi làm mà sao không nổi luôn, kiểu ganh tị các bạn à, trẻ trâu á. Cái mà một hồi tự nhiên tôi thấy hình Facebook của Meo các bạn à, xinh quá chịu không nổi, gu Hàn Quốc tôi mê gái mê đâu, lúc đó là mê Meo. Thì cái buổi like đó thì ở trên cái sự kiện live trực tiếp của tôi đang để anh trở luôn, các bạn có thể xem lại ha. Nói chung là tôi thích Meo từ xưa các bạn à, kiểu như Meo là crush của tôi. Ai về crush của tôi. Ê, nói cho đúng ha. Nhưng mà Meo đâu biết ảnh là ai đâu mọi người. Nhưng mà lúc Meo gặp anh là Meo thích anh luôn đúng không? Không nghe chưa nghe. Mấy lần sau quay chung thì mới có tình cụm. Nói chung với chuyện là chuyện bí mật các bạn à. Nếu mà các bạn muốn biết thì các bạn ủng hộ video này thật mạnh nha. Có 1000 comment ha, tụi tôi sẽ làm về gọi là những chuyện bí mật tâm sự đời kính mà chưa bao giờ công khai của tụi tôi ha, để cho bạn biết rõ hơn nha. Còn bây giờ nói tới đó ha, dài quá rồi nè. 5. Độ giàu có của các cặp đôi. Thôi nói tới nay là chắc anh để cho Meo nói cặp đôi Dương sao trước đi. Trời ơi, thì tất nhiên là anh Thanh Hòa Sao, anh ở Tây Ninh thì anh bán muối, anh phải giàu nhất rồi đúng không anh BD? Nói về gọi là công việc đi ha, là anh nghe nói anh Hòa là anh có nguyên một cái vườn cây cây trái giải gì đó bữa nói đó. Anh không nói anh có nguyên một trại gà, anh đi giao trái gà. Đúng các bạn à, nói về nông nghiệp, công nghiệp, ảnh trồng rau nuôi cá là anh Hòa là số 1 tiên các bạn rồi. Còn nói chung là cái vườn ảnh là cò bay thẳng cánh, ảnh giàu lắm các bạn à. Còn nói về Dương Dương thì sao Meo? Còn nói về chị Dương hả, chị Dương giờ thì chắc là còn đang là sinh viên, còn đang là đi học, nhưng mà làm YouTube thì cũng nhiều tiền lắm nè. Đúng rồi các bạn à, nhưng mà đại khái là ở cặp đôi Dương sao là anh Hòa giàu nhất ha. Tiếp theo là cặp đôi Juni. Thì cái này chắc các bạn khỏi cần nói để biết rồi. Về cái độ nổi tiếng, về cái độ fan đông đảo thì hiện tại là Juni đây là số 1 các bạn à. Các bạn biết khi mà mình đã số 1 là coi như là mình giàu nhất rồi ha. Tiền Juni thôi, thật sự tôi không muốn nói cái tiền YouTube ra đây, nhưng mà tôi lỡ tiết lộ đi, tháng cỡ 200-300 triệu các bạn à. Vậy? Nhiều à... Anh lỡ tiết lộ Meo bây giờ sao? Em cũng không biết nữa. Thôi nói chung là tầm như đó các bạn à, 200 củ gì củ các bạn tự biết ha. Còn Uni thì Uni thì Uni là 500 củ. Uni là kiểu như là đại tiểu thư các bạn ơi. Nhà gọi là khách sạn gì một đống rất là nhiều luôn các bạn à. Trời ơi, nói chung là hai người đó là xứng đôi, hai người đó rất là giàu và giàu nhất bao tim hiện tại luôn nha mọi người. Còn thì nói về cặp đôi Me đi cũng cha là em Meo à. Thì mình nghĩ là mình nói thật đi ha. Meo là một cô bé vượt khó. Tôi là anh chàng gọi là sinh viên nghèo. Hù hù, nhưng chúng tôi tìm thấy nhau. Tại vì tụi tôi yêu nhau, cho nên tụi tôi bây giờ đang cố gắng cùng nhau để vượt qua hoàn cảnh đó ạ. Nó liên quan gì tới tiền không? Nói chung là nghèo á. Cặp đôi Me đi là nghèo nhất bao tiên bạn. Ừ, nói vậy thôi nha, chứ là nghèo nhất thiệt nha. Ừ. Không, giàu nhất. Giàu gì? Giàu tình cảm. Tình cảm áp như dần thai như. Ừ, không liên quan mấy. Ok, nói thiệt chứ các bạn ơi, về tôi ha. Tôi hiện tại công việc chính của tôi đó chính là dần YouTube các bạn à. Thì ngoài ra tôi không làm cái gì khác hết. Thì như các bạn biết rồi thì bây giờ là nói chung mọi thứ nó cũng ổn hồi xưa các bạn à. Tại vì nhờ có Meo bên cạnh tôi sát cánh cùng tôi để giúp tôi rất là nhiều, tôi mới có được ngày hôm nay. Thì nói chung là so về mặt tài chính đi thì nói chung là giờ nó cũng ổn hơn hồi xưa là Meo à. Đúng không? Còn Meo thì từ trước giờ đã giàu sẵn các bạn. Các bạn biết Meo nổi rất là lâu rồi đúng không? Thì giàu từ xưa đến giờ rồi. Hù hù nhà tình cụm. Xạo xạo đó. 6. Chiều cao thật của các cặp đôi. Đây là chào ơi các bạn ơi. Thì nếu mà nói về chiều cao, tôi nghĩ là một trong những thứ các bạn quan tâm nhất. Để cứ biết sau này các idol mà mình gặp ở ngoài là có cao mình không, hoặc là lùn mình không. Thì bây giờ là tôi sẽ tiết lộ đầu tiên là cặp đôi Dương sao nha. Thì anh định là anh nói anh Thanh rồi, nhưng mà thôi anh để cho Meo đi. Tại vì Meo đã gặp anh Thanh ở ngoài đời rồi thì Meo cho anh cái nhận xét. Anh Hòa hả? Hỏi Meo nghe, anh nói là anh cao 1m69 thì phải. Meo thấy là anh cũng không cao hơn Meo là mấy. Vậy là anh nói dối à, anh đến 1m65 sao? Không đâu, em nghĩ là anh 1m69 thiệt. Tại vì nếu mà mình nói dối thì anh sẽ phải nói anh 1m8 luôn đúng không? Đúng, nói 69 làm gì đúng không? Đúng.
Nhưng mà anh cao bằng anh Toàn không? À nếu mà bằng thì đúng rồi các bạn ơi, tại vì anh Toàn cũng cao 1m69 ha. Nói chung là anh Hòa cao 1m69 á. Còn Dương Dương thì tôi nói thiệt là một trong những người nữ cao nhất mẫu team hiện tại các bạn à. 1m65 nha. Đó rất là cao các bạn à. Thì thêm 5 xăng nữa hình như làm người mẫu được luôn các bạn à. Tiếp theo là cặp đôi Juni ha. Thì trà xanh mẹ đẻ trời sinh thiên địa, đây nói chung là hai người này bằng chiều cao nhau luôn các bạn à. Tôi không ngờ lần đầu tiên mà có một cặp đôi bằng chiều cao nhau luôn. Đó chính là 1m7 nha các bạn ơi. Tôi tiết lộ cho các bạn thiệt luôn này, hai người này hình như là bằng ký nhau luôn các bạn à. Thì tôi không có tiết lộ được số ký đây, tại vì tôi không nắm bắt rõ, tôi chỉ biết là chiều cao thôi. Hai người đó cao 1m7 nha các bạn ơi, rất là cao luôn ha. Dạ yeah, tôi cũng không tính tiết lộ nhưng mà thôi nói thiệt chứ mình là cao 1m8 nha mọi người. Ai? Em nè. Em tên gì? Em là Miêu, cao 1m8. 8 có bẻ đôi không? Ê người ta 1m8 đàng hoàng nha, người người mẫu à. Ừ thôi tôi 1m53 nha mọi người. Ừ tôi cũng làm đó ha. Thì các bạn hiểu rồi đó, các bạn tự đổi lại ha. Ừ chứ nghĩ sao bà mê 1m8 nên chắc tôi tôi 1m5 đúng rồi. Vậy đó ha. Bày trong câu tim ai chưa có người yêu. Thì câu hỏi này thì nó hơi hơi gọi là chung chung một tí, cho nên tôi sẽ nói như sau nha mọi người. Ngoài ba cái cặp đôi chúng ta đã nêu ra thì Pitby thì đã có người yêu bên ngoài rồi nè. Chị JJ cũng có người yêu bên ngoài luôn. Anh Toàn thì đã có vợ, sắp có hai đứa con luôn các bạn à. Đấy. Và còn một người cuối cùng thì hiện tại là vẫn chưa có gia đình, vẫn chưa có người yêu đó, trên anh Sunbi nha các bạn ơi. Thì nói chung là team tụi tôi đang có một kế hoạch, đó chính là tuyển thêm một thành viên nữ nữa. Để cho anh Xuân có cặp đôi các bạn à, chứ anh lẻ loi trong team mà tội nghiệp anh quá đúng không em? Đúng đúng đúng, hoặc là tuyển thêm nam cũng được gì vậy? Em ơi, Nam với Xuân Nam, em nói gì em? Gì vậy? Em nói gì chứ? Thôi kiểu rồi. Rồi thôi các bạn thôi, còn tiếp theo ha. 8. Các cặp đôi đã gặp nhau ngoài đời chưa? Thì tôi xin giải thích câu hỏi này để cho các bạn dễ hiểu ha. Tức là các cặp đôi đã gặp nhau ở ngoài đời chưa, chứ không phải là các cặp đôi đã gặp nhau ở ngoài đời chưa. Ủa, nói gì ta? Có nghĩa là Dương Sao, Medi và Juni đã gặp nhau chưa? Ừ, đó tức là gọi là ba cặp đôi đã gặp nhau ngoài đời chưa. Hiện tại là lẻ lẻ không các bạn à. Tức là tôi với Mèo gặp Dương Dương. Đó, còn lại hình như là chưa luôn. Còn Mèo thì gặp anh Hòa. Ờ, đó, còn cặp đôi Juni thì tụi tôi chưa biết mặt mũi như thế nào các bạn, rất là bí ẩn luôn ha. 9. Ấn tượng đầu tiên khi biết các cặp đôi quen nhau. Em cảm thấy như thế nào khi chúng ta biết cặp đôi Dương Sao quen nhau nhỉ? Oh my god, hết hồn luôn. Nói chung là cái này là cũng đâu có gì bất ngờ, tại vì tụi mình là người đẩy thuyền cho hai người đó mà. Thì nói thiệt, tôi là người cầm cọng dây, tôi kéo một chỗ đầu thuyền, tôi kéo các bạn à, Mèo phía sau đẩy lên. Cái gì chung mình thấy anh Hòa, cô Dơn cũng một mình cũng khá là lâu rồi. Còn chị Dương thì mới vô rất là xinh gái, học đâu với anh Hòa nữa, nên là tụi mình đẩy hai người đó lại với nhau. Đó, cho nên là cặp đôi nhờ đẩy thuyền đó các bạn, thì tôi biết rõ rồi. Còn cái cặp đôi mà Junbi với là Uni thì thật sự ha, theo cảm nghĩ tôi ban đầu tôi không nghĩ là có thể tới được nhau các bạn à, tại vì tôi rất là bất ngờ. Tại tôi nghĩ anh Junbi từ trước giờ là anh rất là kín tiếng mấy cái vụ này các bạn à, tôi không ngờ là anh công khai luôn đấy, mà anh còn rủ nó quay chung nữa. Đấy, tôi kín tiếng cho nên là quen mấy tháng rồi anh mới biết á. Anh cứ nghĩ là Junbi sẽ quen một người YouTuber nữ là không à. Đúng đúng, nhưng mà giờ uống đồ cũng thành YouTuber luôn rồi. Uống đồ bây giờ đúng đúng là TikToker các bạn nha. Đó thì nói chung là cặp đôi này thì riêng cặp đôi này tôi thấy rất là bất ngờ nha mọi người. 10. Test mức độ hợp nhau của các cặp đôi. Ok, thì như các bạn thấy thì hiện tại mình đang có mặt tại một trang web bói tình yêu các bạn à. Thì nghe nói đây cái này là bói chui chui các bạn à. Thì bây giờ tụi tôi cứ nhập tên vô đấy, thì gửi đi xem thử là cặp đôi đó hợp nhau đến cỡ nào nha các bạn. Đầu tiên cặp đôi như sao nha mọi người. Đây, Mai Thị Lan Anh là nữ, Nguyễn Thanh Hòa là nam, gửi đi ha. Trời ơi. Trời ơi Mèo ơi, ta 78%. 78% là trên trung bình cũng ok. Trời ơi, cái này nếu mà xếp theo gọi là thứ hạng học tập, cái này gọi là khá giỏi đấy. Trời ơi, rất là hợp nhau luôn bạn, quá là chuẩn luôn ha. Còn thiếu 2% nữa là giỏi. Ừ, đúng rồi, 8 điểm giỏi luôn. Thôi quá. Tiếp theo là cặp đôi Juni nha các bạn ơi. Để xem thử là nhỏ Phạm Thúy Duy với Dương Quốc Bảo ha. Rồi, bao nhiêu? Ui, chà. Đây là 7,7 điểm mà thua anh kia 7,8 điểm các bạn à. Thua nhà kia 1 điểm. Nói chung đại khá là cũng khá giỏi ha. Cuối cùng là cặp đôi Mèo đi à. Vợ Mèo ơi, em sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng rồi, em nghĩ mình là chắc phải là 100%. Anh nghĩ nếu mà nó tính đúng ra 101 luôn, lố bể cái kim ở đây luôn. Rồi đi luôn. Trang web này bị lỗi rồi Mèo ơi. Đúng rồi, cái app này là nó bịp rồi. Cái app này là bịp nha các bạn ơi. Tôi thấy là mấy bạn fan báo cho tụi tôi là 9 mấy không á, sao ra 48 kỳ vậy. Khuyên các bạn là đừng nên dùng app này nha. Cái app này nói chung là bị lỗi, bạn từ trước giờ đã sai hết nha. Cho nên là thôi, coi như là câu hỏi này coi như chưa hỏi nha. Ok, thì ở video này mình đã tiết lộ cho bạn là 10 sự thật mà gọi là thầm kín rồi là bí mật mà tụi tôi chưa bao giờ tiết lộ về các cặp đôi của bầu team ha. Thì nếu các bạn thấy hay thì đừng quên để lại một like và một đăng ký cũng như ủng hộ tụi tôi. Những thử thách tới bằng cách là hãy comment thật nhiều, chúc video đạt 1000 like thì sẽ có
những bí mật thử thách mà chưa bao giờ tiết lộ của cặp đôi Medi, hoặc là một cái gì đó sâu xa hơn nha các bạn. Còn bây giờ thì sao, Mèo? Bye bye. Bye bye.